Rồi, muốn tìm diện tích là sao? Một con ba vô một ba bên đấy. Ồ, nhân viên cao với nhân viên ba. Rồi. Bây giờ tới Ri nói thầy coi là muốn tìm diện tích xung quanh của hình chốt tứ giác đèo là sao? Nhân với ba. Thôi từ từ. Muốn tìm diện tích xung quanh của hình này nè. Ta làm sao? Trong nghe nó nói đầy đúng không trong? Ờ, làm sao? Hình chốt tứ giác đèo mà ta lấy sao? Hình chốt tứ giác đèo. Ta lấy cạnh bên ta nhân ra máy. Rồi, muốn tìm thể tích. Muốn tìm thể tích ta làm sao? Ta sẽ lấy con ba, nhân với tay, rồi, ok. Rồi, thứ bài học mình đừng nói thôi. Ủa, mình ta nhé có hình tròn đó thôi. Rồi bây giờ Châu nói tìm diện tích hình tròn làm sao nữa thầy nghe coi. Ta lấy lấy hình tròn á. Rồi như vậy đúng, chú Bi. Nhân Bi, nhân Bi á. Ờ, em bỏ một rồi. Cái quyển sách toán này đâu rồi tụi con? Leo thấy không? Tính thể tích của một chiếc hộp bánh ít có hình dạng hình chốt tứ giác đều. Nghe nghe rõ ý đâu chưa? Một câu dài thòn nhưng mà có chút à, ý có chút à. Tính thể tích của một chiếc hộp bánh ít có hình dạng là hình chốt tứ giác đều, có cạnh đáy, mình chỉ ghi là có cạnh đáy 3 cm và chiều cao 2.5 cm. Mình ghi 4 cộng 3 cộng 2 thôi, hình chốt tứ giác đều, cạnh đáy 3 cm, chiều cao 2.5 cm. Đó, mình ghi vậy cho nó khoa học nó nhanh chứ đi ghi từng chữ giống như hồi 1 cái 2. Cạnh đáy 3 cm, chiều cao 2.5 cm. Đó, thầy không dễ hình. Có tự làm được không? Đây cái hình chốt này mặt đường 2 này. Ba thực hành 2 á, thành 2. Thực hành 2 á. Tự bản. Cái gì này em tụi con phải tuân thủ chứ, V là bạn gì mà một thôi thầy không nhắc, cứ làm đi chứ không nhắc, nhắc tôi lộ hết kìa, lộ rồi làm gì nữa mà làm. Mình phải chủ động mình làm, mình suy luận mình làm. Đúng không, bữa đầu thầy còn nhắc nhở, bây giờ thầy không nhắc nhở nữa. Khóa hả, chơi tóc là khóa hả, khóa chắc tuần sau học. Ờ, tuần. Chịu đó, hay là học tuần thôi cho mấy đứa qua khác cho nên. Tụi con nghe cô nói không? Mình đi hết luôn rồi mình qua thứ khác. Để thời gian không? Số con máy này máy trong máy 87.5 à 7.5 thì sao còn lượng nó tới 23.5 lượng nghi nghi chứ nghi ra lượng có lượng lấy lượng à nghi chứ ủa lượng nghi tôi quên mất rồi có nghi chưa không nghi 7.5 thì sao nhau cái kiểu gì đi đây mới chính xác nè. Hiểu bao nhiêu con? Rồi bây giờ thêm mấy ra nữa. Hôm nay mà sao bấm máy tính con giỏi đi. Số 3 với số 3 bỏ đi nè, rồi 3 x 25 là 75 chứ gì đâu, tính nhập chung ra nữa. Mà cũng không không có cái xăng mất khấu nữa. Rồi, thầy coi. Thầy sách giỏi đi, đứa nào làm đây? Đây đúng trăm trăm nè, đây giỏi nè. Đó.
đây cũng đúng luôn nè. Nhưng mà ghi đưa thầy coi cái gì ở lại. Tụi con học hành cái gì đi? Đúng rồi. À, 2 phía 5 là cái đường nước đứng đây nè. Rồi cái anh này cũng vậy, vẽ cái 2 phía 5 như vậy đi. Hai phía 5 nữa, 2 phía 5 nữa nè. Dỡ dỡ nào đó. Ghi đúng rồi nhưng mà không có ghi 2 phía 5 như đây. Rồi qua bài số 2. Đó, tụi con mà làm được có hiểu bài ngay rồi, không làm được là chưa hiểu bài đó. Wow, rồi. Cái đó là cái valise cái nào bây giờ qua một chiếc lèo có dạng nè. Một chiếc lèo có dạng trắng. Rồi bây giờ cái này rất là thực tế, rất là hay nè, toán thực tế chứ. Một chiếc lều có cần đi cái đó gì, có dạng hình chốt tứ giác đều. Đó, hình chốt tứ giác đều giống như nãy, ở trại hè của kênh có kích thước như hình 7 là hình đọc đó chứ, nó là hình chốt tứ giác đều, cái lều nó có cạnh là cạnh đáy là 3 mét. Cạnh đáy là 3 mét. Chiều cao của cái hình chốt đó là 2,8 mét. Đấy 3 mét. Ừ. Rồi chiều cao của hình chốt là 2,8 mét. Rồi. Bây giờ câu A nè là tính thể tích không khí trong chiếc lều. À, đường cao của cái lều á, đường cao của chốt á. Tính thể tích không khí trong chiếc lều nghe, nghe chưa, nghe xong chưa? Câu B nè. Tính diện tích vải để làm cái lều đó, biết cái lều này là không có đáy. Tính diện tích vải. Vải để làm lều á, tính diện tích vải để làm lều. À. Khoan từ từ, còn nữa, biết chiều cao của mặt bên là 3,18 mét. Có hiểu ý được không? Chiều cao của mặt bên là 3,18 mét. 3,18 mét, lèo này không có đấy. Bây giờ thầy gom lại nha, nó có 4 ý như này. Nghe nè. Cái lèo này là hình chốt tứ giác đều. Cạnh đáy là cạnh đáy là 3 mét, chiều cao 2,8 mét. Tính khối lượng kính quan tính thể tích không khí ở trong cái lèo đó. Rồi tứ thể tích chính là diện tích. Tính thể tích không khí ở trong cái lèo đó. Rồi. Câu B là tính cái vải mà mình xây, mình làm cái lèo đó, biết cái lèo này là không có cái đáy. Mà chiều cao của mặt bên đó là 3,18 mét. Đó, nắm cho rõ này chứ không tập tin nó làm sai hết á. Rồi có thể không? Lượng làm thân dơ mà ngồi thì xong chưa? Con Vy phải phấn đấu cho mình nhất lớp chứ là chưa đứng nhất lớp được. Không? Con Vy chưa được nhất lớp phải không Vy? Nhất lớp ở đây nè. Đó vậy. Bây giờ thầy nói nè, bây giờ cái hồ nước nha, mình dọc xuống hồ nước đó là mình đứng trong đó là nước đang ở mức độ này. Thì khi mà mình ra khỏi hồ nước là nước tụt xuống hay nó dâng lên hay sao? Rồi tụt xuống. Thì cái thể tích mà nước tụt xuống là bằng cái thể tích gì? Đúng rồi, bằng cái thể tích của con người mình. Cho nên thể tích nước của hồ nó tụt xuống là bằng cái thể tích của nó tụt hình chốt đó đó. Hiểu không? Để cá đây nè. Để cá này ta bỏ cái cục này vô nè, hình chốt này vô thì nước lên tới đây nè. Hỏi lấy cái này cộng người ta hả? Lấy thì lấy ra thì nước của biển là bao nhiêu này, là chỗ này là bao nhiêu này? Được không? Nhưng mà chưa tính được cái độ cao. Có tính khối lượng không? Bây giờ mình tính độ cao thì mình làm sao? Mình tính độ cao như này thì mình lấy cái đường nước đó mình chia cho cái đường tính đáy của cái hộp này thì mới ra độ cao từ xuống, đúng không? Con từ từ thầy khoan đó. Đúng. Chính xác đây anh này, anh nào biết Quốc Trì đây 10 điểm này. Anh Quốc Trì đây là 10 điểm này, anh nào đây? Quốc Trì đó.
Anh này tại sao vậy? Đáy mà ghi chữ S mà không lớn hơn chữ đáy à? Chữ đáy nhỏ nhỏ thôi chứ mình S. Đây ai biết cái chữ gì? Không ghi đơn vị luôn. Anh Lượng đây được 8 điểm thôi, không được 10 điểm. Ba em mà chỉ điểm không tại vì nguyên qua chữ S này nó bằng cái chữ đáy luôn nè, không biết nè. Rồi chữ S rồi, nó ghi chữ à, thầy có sửa lại đó, nãy ghi chút xíu như này rồi không ghi đơn vị nữa. 8 điểm là ngon rồi, còn gì nữa, đưa đây thầy coi. 8 điểm là ngon nhưng mà mẹ nó muốn nó phải 10 điểm. Muốn 10 điểm rồi. Bây giờ thầy nói nghe nha, bây giờ tính được cái thể tích rồi nè. Mà thể tích thì bằng cái gì? Thể tích thì bằng diện tích đáy ngang chiều cao. Mà diện tích đáy quá chưa? Như vậy từ thể tích, từ diện tích đáy mình sẽ tính được chiều cao. Tính được chiều cao thì mình sẽ kết luận là mực nước nó sẽ tụt xuống bao nhiêu là theo chiều cao đó. Hiểu ý chưa? Có thể tích, có diện tích đáy thì ta sẽ tính được chiều cao. Thầy nhắc vậy thôi chứ không phải thầy nói luôn hết, làm hết luôn rồi. Cái bài toán đó là nó có cả cái ý vật lý trong đó nghe không? Vật lý lớp 6 á. Vật lý lớp 6 không có bài giống giống này. Thôi tập trung làm bài. Nhiều bài lắm, rất nhiều bài. Trong sách đây là làm đủ đuối rồi. Tụi con chỉ cần làm trong sách mà hiểu bài là cũng ok rồi. Rồi còn sách bài tập thì mình làm thêm nữa. Thằng Vy có làm được không con? Dạ không làm được. Hả? Con không làm được à? Cho mấy đứa kia làm được mà con không làm được. Phải nói vậy mà không làm được thôi chứ gì nữa. Nghi có làm được không con? Được à? Còn Lượng có làm được không Lượng? Mà sao lại con Vy nói không làm được? Bây giờ thầy chỉ cách làm là tính V của khối hộp, rồi V của khối chốt được trừ ra, rồi tính chiều cao là xong. 3 cấp 3 bước đó thôi chứ gì đâu mà không được. V hộp có tính được không? Mấy đứa không làm được thì làm các bước lên cho thầy nè. V hình hộp, rồi V hình chốt, rồi V của cái gì? Thầy coi được cái điện nói gì không? Mình trừ ra thì sẽ ra được cái thể tích nước ở trong đó. Thể tích nước nó tụt xuống là bao nhiêu nằm đó. Mình có diện tích đá ra, nhìn công thức đây nè. V nè sẽ bằng gì? V sẽ bằng x đáy. Vy hỏi là V bằng x đáy nhân cho H. V có chưa? V có rồi. X đáy có chưa? Như vậy mình tìm H còn tìm bằng cách nào? Nhìn đi coi, H bằng gì? Cái sao gì đâu, không được. Hát nè, về cháy thì ra hát bằng bao nhiêu là đúng như nó là 58 x mấy cm kìa. Làm vô đây dưới nha mọi người. Không chịu hoạt động là sao mà mệt mình tiến bộ được. Giống như tụi con mà không leo được cái núi nhỏ thì không thể nào leo được cái núi lớn. Đó, buộc mình phải leo được những cái đồi mà mình mới leo lên được núi. Hiểu không tụi con? Còn nếu như mà tụi con mà không leo được cái đồi là tụi con chấp nhận quay trở về rồi. Quay trở về là không đi được nữa. Bữa nào mình cũng phải leo. Trời ơi, sao? Với ý tao, nhìn là tao biết đúng sai rồi. Đã có ăn tan mô. Sao bạn mình mới nói chuyện này rồi? Cho bánh này nó có thay tao làm sao mà. Thầy có đi rồi, mẹ dạy cho mẹ con trời. Trời ơi, thầy sức leo qua thầy có mua cho tôi. Đó, đúng rồi, nó đúng rồi, nó chính xác ra. Thầy có rồi, cố con. Thầy còn cái gì đó. Thầy có rồi, nó dạy cho bé hai con nó phải. Thôi lấy cái mẹ nó hiểu. Thôi tao đừng hỏi quá, thầy quê độ luôn á. Bây giờ anh Huy trả lời thầy tại sao đáy bằng 6 đó nghe coi. Vì sao? B
biết bà sáu đó, nhưng mà vì sao bây giờ thầy cho họ nói đi nữa lại là tại sao đáy nó bằng sáu? Tại vì là cái cạnh đó. Rồi rồi tới lượng lượng mày là nghi tới nghi nghi bây giờ thầy hỏi một vòng đi, đứa nào nói cho đúng mấy từ cho thầy nghe, thầy nghe. Tại vì có phương thức chỉ tới một bên. Ừ, thầy và bài biểu phải tìm ra cái từ nào hợp lý nhất điền vô đó. Giờ tới nghi đó, tới lượng nói ra tại sao đáy bằng 6 lượng. Anh nói không được không? Anh nói trước rồi đi. Tại sao cái đáy bằng 6? Họ cho cái cạnh đó bằng 6 rồi đó, nhưng mà tại sao mình suy ra cái cạnh bên kia cũng bằng 6? Tại vì đáy bằng 6 nha. Rồi, cũng gần đúng chứ đúng, đó là lượng. Tại suy đo tại vì đáy sao? Đáy như bằng 6, cái là thì sẽ cái đường kia là bằng 6 luôn á. Nhớ thầy vừa bảo nó bảo thầy là bằng 6 luôn. Rồi bây giờ thôi tới Châu nói thử ra nè, tại sao tại vì đáy nó sao? Tại sao cạnh bên đây bằng 6 mà cạnh bên đây cũng bằng 6? Tại vì đáy sao? Cũng gần đúng luôn, mới tới Vi nói đúng không? Ờ đúng rồi, tại vì cái đáy nó là hình vuông. Hiểu chưa đi? Tại vì cái đáy nó hình vuông cho nên bên này 6 thì bên kia cũng 6. Chứ không thể nói là tại vì cái này 6 chia 6 được, đúng không? Cái nào vô trong mạng mà có là trên xe đó có. Cái nào? À. Mày thấy hai đứa này ngoan nhất nè, hai đứa con gái bên này ngoan nhất. Nó còn ngoan đây, nó ngoan đây. Nhưng mà trước mắt là thầy thấy hai đứa này ngoan nhất. Tối đầu đi đua xe em. Tối đầu đi đua xe rồi. Tối đi đâu? Đi bắt đầu. Đua xe, xe đạp điện hả? Đua xe. Sáng đi đi. Sáng đi ra. Sáng đi ra chưa? Nó đừng có đừng nói nhiều, đừng nói nó vô trong này cái xong á, nói gì thì em nghe nè. Nghi làm tốt nè. Nghi làm tốt, lượng làm chưa? Đứa nào làm xong nữa rồi đưa thầy coi. Châu làm xong chưa? Châu làm xong chưa con? Đó rồi. Giống đó luôn hả? Rồi, lượng đó rồi, lượng. Làm chưa đưa thầy coi. Coi cho kỹ kích thước nè, kích thước nè. Họ cho đây nè, thước trong này nè. 4x12 nè. Bởi đọc cho kỹ, đọc cho kỹ cái đề đó. Cái hôm nay em học ngoài một tiếng là ngủ mừng rồi. À cái lượng chắc anh cũng ngoài dưới không? Có ngoài không? Tụi con về coi bài nghe rồi bữa sau mình học bài mới á. Còn mấy bài tập đó là làm xong. Có nữa. Tôi nói học xong cái phần này cái qua phần khác. Có đi một lèo cho dễ. Học thì thầy cho. Không, cái vừa là cái có phương trường.
Bây giờ làm xong này còn thời gian làm mấy câu trách nhiệm bên sau rồi coi đi. Không, bạn Lượng là cũng hiểu nhanh đó, nhưng mà tại nói chuyện quá với lại ấy, trái tư tác phong học. Tác phong mà nó chịu học á, nó tác phong tốt là nó học được đó. Em đi cho mẹ em làm bài trước. Cái bài của Nguyên này ơi, cái bài Nguyên cho bài 8 rồi. Nói chung cái nào cũng cũng có hiểu bài, thầy thấy là có hiểu bài chứ không có nổi gì. Ừ, nhưng mà phải cố gắng nữa. Bây giờ mà mình muốn biết hết mà mình không học cái từ đầu này thì sao mình biết hết được? Rồi năm nay chỉ học trong cái bạn. Năm nay chỉ thay dạy em. Nhưng mà đi học cái gì? Thay dạy khác đi thao. Thay dạy khác đi thao. Thay dạy khác đi thao. Tính tết là đến đúng như ấy đúng không, đến diện tích đáy nhanh cho chị cao bọn ba lấy trái nhanh chị cao. Tụi con làm xong rồi làm cái phần trách nhiệm với cho thầy nha, rồi mới đầu nghỉ em trách nhiệm với chỗ phần chú Trương á, có lẽ con Vi bị sai rồi chứ Vi phải không Vi? Con làm bài nào đây Vi? Con làm bài nào đây? Con làm cái bài hai hình các bạn. Các bạn sao ngồi lơ tơ lên nói chuyện không đi không rõ gì nên cặp ra rồi. Sao chỗ đây chia hai vẻ này không chia hai? Cái mặt bay này sao lại không chia hai? Đó. A là đây, H là đây, không chia hai. A là anh nhìn dưới đáy này. Là một nhát rồi đó, rồi hình A, B là gì đây? Hình A, hình A, hình A là 4 nè. Thôi sửa lại lại, làm lại cho thầy đi. Nói chuyện quá, nói chuyện quá. Làm lại cho thấy rồi, người còn nói chuyện biết. Mấy anh này, im lặng đi cho mấy người ta là. Vi lần nè. Thấy không? Dạ, dạ. Cho đổi nha, thầy cho cô đó nha. Cho đổi cho thầy, thầy cho em cô đó. Cho đổi cho thầy, thầy cho em cô đó. Cô nói chắc chay sẵn mặt mày luôn. Thầy có bên kia thầy được tin tưởng. Cô qua đây là tại cô qua đây là tin tưởng. Cô mà cứ chạy đủ, em mất cô hơi chung rồi. Sai sẵn với khác, yên tĩnh rồi sai sẵn với khác. Cái bê con làm gì lại nữa? Cái bê sai rồi. Hai cái bê đều sai hết. Không có hả? Con bê sai hết. Con làm lại từ từ, đừng nói chuyện, tập trung vô làm thôi. Cái bê á. Bê là bản gì? Ấy đáy là mấy? Ấy đáy là hình vuông mà. Thôi nó đáy là hình vuông đâu đi. Chiều cao là 4 không? Ấy đáy là hình vuông mà. Hồi nãy con Châu phải làm cái đáy là hình vuông không? Cái đáy là hình vuông đúng không?
con B là cũng là chiều cao nó cũng 4 không chiều cao 13 nhưng mà đáy nó là hình gì? Đến là đáy cũng là hình vuông luôn, mà chóc ngược xuống đây có gì đâu, có hiểu không được không? Cái hình chóp thứ hai đó là cũng giống hình chóp đầu mà không lật ngược lại thôi nha. Thôi làm cho tốt đi, mới đừng nghĩ không tốt cái ngồi hoài nữa luôn. Làm biết thầy biết lơi khơi rồi, xong tập trung rồi. Ghi lại xem chưa? Nãy thầy có rồi hả? Ủa? Lượng làm chân chưa? Thấy chưa? Đã rồi không? Rồi đó làm biết cho tới khi nào xong mới được gì? Thầy tưởng bài dễ thì chắc đứa nào làm được, cũng có đứa làm không ra thấy không? Thôi làm việc lại đưa đây chấm bài xong về không thì hết giờ rồi, hết giờ rồi đó. Còn bài nói mấy đứa kia bốn em mới chưa, còn lại bốn em chưa xong, làm cho xong đi rồi thầy coi. Thầy coi đây thì có đo được không này? Đây nè, đi mới là giỏi nè, mới là chính xác nè. Đây nè, đây mới là chính xác, có 10 điểm này đó. Rồi con Vi thì thầy không biết làm ở đâu ra mà có số gì đâu, đâu không thấy đúng rồi. Con Vi á, ăn Vi á. Bây giờ là con Vi mới đúng nè. Còn hồi nãy ở đâu 15 với lại 65 là ta. Hồi nãy anh lấy mặt bên bỏ vô đúng không anh Vi? À, là chưa hiểu bài nữa không? Là phải lấy đáy, ngăn đường cao, chiêu 3. Còn cái mặt bên là chỉ liên quan đến là diện tích xung quanh với diện tích toàn phần thôi. Nhưng mà trong chương trình này cũng không học diện tích toàn phần mà thầy dạy thêm mới biết. Nhưng mà không không học chứ tới thi người ta là cái phải nào? Thì ra để lấy điểm cao á. Mày đúng rồi đúng không? Chắc không? Mất sao ta đi khác khác cái số của con này. Sao khác khác đi? Ủa sao đi? Con 36 100 đâu? Ủa đâu cái này là hình B, đây là B được không? Ủa sao đây nó 133? 13 là hả? 433 rồi sao đây con 400? Một phần đá này, một phần này phần đá này hả? Mà đây con mấy đây? 12. Sao 12? Vì ơi này 13 kia nó phải 12. Sao lại con này đứng 12 đâu ra đây? Vì cái là 13 bà ơi. 13 13. Không phải 12. Mười hai đúng rồi, con ghi mới sai nè. Trời ơi. Cái thì con lại cho anh. Vậy con ri sai mà lại là tài tưởng đâu con ri sai. Thấy không? 13 nó đâu ra này đi. Trời ơi là trời. Chết không? Thấy chưa? Như vậy khi mà nói về chiều cao là nó nhiều lắm, chiều cao của cạnh bên, chiều cao của chốt, chiều cao lum lum hết rồi, mình không biết là sai hết. Thôi cậu Hy Hoàng với lại cậu Vi Lượng à. Ví dụ như ngoài em biết được. Cái này chỗ này nè. 36. 36 nhân 4 chia 3 mà sao? À là 48 luôn. 56. Cái này có làm cái này. Có một cái tính một cái thôi. A có 2 cái. Câu A là sẽ có của A1, của A, B1 nó rất thôi. A đâu? A, đây là A nè. Có chứ là 15. Đây là 60 này đúng rồi. Có B nữa. B mấy? B là 65. 65 nhân 4. B là 65, 260. Cái này bị thiếu thôi nha. Đây nữa. Rồi, rồi, ngay đâu rồi, đây này, coi coi. Còn chưa hiểu bài đúng không anh Huy Hoàng, chưa hiểu bài sao rồi mà
Ừ, đúng rồi á. Phía sau thì là cái giúp nhận ba đó kia là chụp khổ mày. Ở cái thằng A của ta kia là chụp khổ. Cái thằng này kia là chụp khổ của nó. Chụp đọc của chụp nó để tán ở cái người tên. Bây giờ mới nhận này, nói này bây giờ là kiến thức cơ bản của thằng này là ok đâu anh chưa? Còn vấn đề học mà tụi con muốn giỏi nữa là tụi con phải tìm hiểu trong này, làm thêm bài tập á, rồi vô năm học thêm. Bữa sau là mình học qua cái bài này, định lý Pythagore. Mình lý Pythagore phải không? Thầy có nói rồi đó. Thầy sao mà lý Pythagore. Nghĩa là nó không vui lắm rồi đấy mà. Rồi, rất đúng. Nó muốn nó bị buồn ai đã này rồi. Thực tập cái gì cả. Không ai là cho một lớp nữa. Ai cho một lớp nữa. Ai cho một lớp nữa. Ai cho một lớp nữa. Dạ. Em làm ngược thầy. Rồi làm ngược bằng số gì cũng được. Rồi cũng được. Nhưng mà cái này cái gì đây không? Cái này cái gì chẳng gì chứ đâu phải 10 nhân 10 nha, chỉ 2 đâu. 10 nhân 10 là bằng 100 á. Cái này 10 nhân cho 13. Cái này là đáy mà thôi. 10 nhân cho 13. Cái này là 10 nhân 13. A là mặt bên, còn bên mới là đáy. Anh Huy Hoàng làm không có rõ gì hết. Thôi, các bạn. Rồi, nói nghỉ đi. Cho thời gian. Thôi mà. Thôi, xin chào các bạn. Chúng ta đến đây là hết rồi.